Một tai nạn bất ngờ, tôi tái sinh vào ngày đầu tiên năm 4 và ràng buộc hệ thống lái siêu xe, gây chú ý toàn trường, mở tiệc tại khách sạn xuất sắc. Xem tôi xử lý Thụy Liên Sơn như thế nào. Thị tổng, tôi không nói đường được cả. Giang Đào nói rằng, thị tổng bảo chúng tôi chuẩn bị đóng cửa quán bar. Đó là ý của chủ tịch chúng tôi. Ông dám đánh con trai chủ tịch chúng tôi. Ông ta bảo đóng cửa đã là nhân nhượng rồi. Ngoài đóng cửa thì không có cách nào khác à? Cũng có cách, nhưng cách đó phải xem ý của sở lão bản. Nếu sở lão bản không muốn, thì tôi cũng không có cách nào. Cách nào? Nói thẳng ra thì chuyện này cũng không lớn lắm. Chỉ cần sở lão bản đồng ý bỏ ra một ít tiền, với tư cách người phụ trách, tôi hoàn toàn có thể ra mặt giải quyết. Vậy thị tổng cần bao nhiêu tiền để ông ra mặt giải quyết? 8 triệu. Thị tổng, số tiền này có hơi nhiều không? 8 triệu thôi mà, nhiều lắm mà sở lão bản. Với tư cách chủ quán bar, ông chắc hiểu rõ. So với quán bar, thì 8 triệu không nhiều đâu lão bản. Giang Đào vội vàng nhắc nhở tôi. Nói là không nhiều, nhưng vấn đề là không đáng. Không ngờ sở lão bản tuy trẻ tuổi, nhưng lại có bản lĩnh lớn như vậy. Nếu vậy, thì số tiền đó hãy chuyển vào tài khoản của tôi. Một khi tiền đã chuyển, thì vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Hình như thị tổng hiểu lầm rồi, tôi đâu có nói sẽ đưa tiền đâu. Sở lão bản ý gì vậy? Không có ý gì cả, chỉ là không đưa tiền thôi. Nói như vậy, có nghĩa là sở lão bản sẽ đóng cửa sao? Tất nhiên là không, tôi không đưa tiền. Không có nghĩa là tôi muốn đóng cửa quán bar. Thật vậy sao? Anh định ăn dày ăn luôn cả tất à? Chẳng lẽ sở lão bản cũng không hiểu lẽ đó sao? Ban đầu nếu sở lão bản đồng ý đưa tiền, tôi còn có thể ra tay giải quyết. Nhưng nếu sở lão bản muốn giữ tiền của mình, thì đừng trách tôi không tôn trọng ngài. Các người cứ đợi đóng cửa dạ sắc đi. Tôi đã nói tôi không đưa tiền cũng không đóng cửa. Nếu vậy, thì chúng ta cứ chờ xem. Sau khi đưa Thẩm Mộng Giao về ký túc xá, tôi cũng về ký túc. Sau khi ngủ vài giấc, việc đầu tiên là rút thăm. Hôm nay chủ thể được tặng thêm một lần rút thăm. Hai lần sao? Thật tuyệt vời. Hệ thống đã rút thăm hai lần. Chúc mừng chủ thể nhận được câu lạc bộ siêu xe Phong Linh Vân Châu. Chúc mừng chủ thể nhận được câu lạc bộ siêu xe Thiên Hải Giải Trí Truyền Thông có hạn. Vậy chắc có nhiều xe lắm. Ừ, như vậy thì rất phù hợp với tôi. Còn có công ty giải trí chắc cũng không tệ. Tôi tự nhủ trong khoảng nửa tiếng. 10 phút sau, tôi lái xe đến phần thưởng rút thăm đầu tiên. Câu lạc bộ siêu xe Phong Linh, xin chào ngài. Ngài đến xem xe à? Cô là nhân viên ở đây à? Tôi là sơ đệ. Cô có xe nào để giới thiệu không? Tôi không trực tiếp nói ra thân phận chủ nhân. Không phải là tôi muốn giả vờ, mà là tự mình cũng phải kiểm tra một chút năng lực làm việc của nhân viên trong doanh nghiệp. Trước khi giới thiệu thì ngài có thể cho biết mức ngân sách không? Không cần, cô cứ giới thiệu đi. Không cần quan tâm đến tiền bạc. Vậy à, tôi hiểu rồi. Ngài hãy đi theo tôi. Nhân viên nữ trực tiếp dẫn tôi đến khu trưng bày Porsche và Lamborghini. Thưa ngài, ngài cảm thấy hai thương hiệu này như thế nào? Có xe đắt hơn nữa không? Đương nhiên là có xe đắt hơn. Nhưng những xe đó là siêu xe có giá khởi điểm vài trăm triệu đấy. Cứ dẫn tôi qua đó đi. Hai người rất nhanh đã đến khu trưng bày siêu xe. Nhân viên nữ rất tỉ mỉ, giới thiệu nghiêm túc từng dòng xe và không hề tỏ vẻ bất lịch sự. Tôi không khỏi rất hài lòng. Câu lạc bộ này thực sự đào tạo nhân viên rất tốt. Chiếc xe kia là xe gì vậy? Thưa ngài, đó là chiếc Zoe Uzoxi. Tôi lập tức mở to mắt. Đó là Cullinan phải không? Đúng vậy thưa ngài, ngài thật giỏi. Chiếc xe này mới ra mắt gần đây. Và đây là chiếc đầu tiên ở Vân Châu. Tôi không ngờ ngài lại nhận ra. Không, tôi chỉ tìm hiểu qua thôi. Vậy chiếc xe này bao nhiêu tiền? Nhân viên nữ hơi ngỡ ngàng. Sao vậy? Cô không biết giá à? Xin lỗi ngài, chiếc xe này mới đến sáng nay. Câu lạc bộ cũng chưa xác định giá bán, nên tôi cũng không thể cho ngài một con số chính xác. Vậy à, vậy cô gọi người phụ trách ra đây. Tôi muốn chiếc xe này, ngài chắc chứ ạ? Nhân viên nữ hơi ngạc nhiên, không biết nên nói gì. Cô còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau gọi người phụ trách đi. Thấy cô ta vẫn đứng im tại chỗ, tôi nhắc nhở thêm một câu. Lúc đó một người đàn ông đi tới. Anh ta hỏi cô ấy đang làm gì ở đây với vẻ không hài lòng. Trần quản lý, tôi đang dẫn vị khách này xem xe. Xem xe nào vậy? Vị khách này muốn chiếc xe đó. Gì cơ? Anh ta muốn Cullinan à? Đúng vậy, Trần quản lý. Có chuyện gì vậy? Cô đã bán chiếc xe đó cho anh ta rồi à? Chưa, nhưng vị khách này bảo tôi hỏi giá và đã sẵn sàng thanh toán. May mà Trần quản lý đến đây. Xin nhờ quản lý xử lý giao dịch này. Sinh Phương à, cô làm rất tốt. Được rồi, cô dẫn khách đi xem xe khác. Để khách lựa chọn xe khác. Chiếc xe này Tần Tiên Sinh đã muốn rồi. Một tai nạn bất ngờ, tôi tái sinh vào ngày đầu tiên năm 4 và ràng buộc hệ thống xạo chó, lái siêu xe gây chú ý toàn trường. Tiếp tục tập trước, tôi đến câu lạc bộ siêu xe mua xe, nhưng quản lý lại muốn bán xe cho người khác. Chiếc xe này Tần Tiên Sinh đã muốn rồi. Nhân viên nữ hơi ngỡ ngàng, nhưng Trần quản lý, chúng tôi chưa từng có tiền lệ như vậy. Cô nói tiền lệ gì? Theo quy định của câu lạc bộ, đối với cùng một chiếc xe, nếu khách hàng đến trước có khả năng và ý định mua thì sẽ có quyền đặt cọc mua xe trước. Vị sở tiên sinh này đã đặt cọc với tôi rồi. Còn Trần quản lý, ngài dẫn Tần Tiên Sinh đến hơi muộn. Cô muốn nói gì? Dạy tôi quy định à? Cô có biết không? Ở đây tôi chính là quy định. Xe ở đây, tôi bảo bán cho ai thì bán cho người đó. Nhân viên nữ bị mắng đỏ mặt. Tôi đã quyết định mua chiếc xe này rồi. Cô dẫn anh ta đi xem xe khác đi. Nếu còn làm ồn nữa, sau này anh ta đừng mong mua xe ở đây nữa. Còn cô cũng đừng làm ở đây nữa. Anh nói gì vậy? Tôi nói nếu anh còn làm ồn nữa, sau này anh ta không được vào đây nữa.
còn anh thì cút luôn. Khi tôi nói những lời đó, chân quản lý lại cười phá lên. Anh thật là thú vị đấy. Tôi không biết anh quen ai hay có thân phận gì, nhưng câu lạc bộ phong linh của chúng tôi không thiếu người quen, cũng không thiếu thân phận. Tôi nói cho anh biết, tôi là quản lý ở đây. Ồ, quản lý à? Trừ khi anh là chủ tịch câu lạc bộ, nếu không thì ở đây tôi nói quyết định. Còn về vị Tần tiên sinh này, ông ta là nghệ sĩ hàng đầu của Thiên Hải giải trí, có hơn tỷ fan hâm mộ. Anh có tư cách gì cấm ông ta đến đây? Tôi hơi ngạc nhiên, không ngờ lại gặp nghệ sĩ của Thiên Hải giải trí ở đây. Vị Tần đó có nổi tiếng thế à? Đúng vậy, Tần Vân Phi có hơn tỷ fan trên các nền tảng. Nếu có thể thì đừng chọc giận ông ta, tuyệt đối đừng chọc giận ông ta. Quả thực là vậy. Nhưng rồi sao nữa? Tôi lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho tổng giám đốc câu lạc bộ. Bây giờ mới nghĩ đến gọi người à? Được, tôi cho anh cơ hội này, để xem anh có thể gọi ai đến. Nếu người anh gọi không đủ tư cách thì đừng trách tôi không khách sáo. Hello, tôi là Hàn Tiểu Tiếu. Tôi là Sở Tinh Hà. Có phải Sở tiên sinh không? Sở tiên sinh đã mua lại câu lạc bộ của chúng tôi. Đúng là tôi. Bên kia nghe tôi xác nhận, lập tức giọng điệu trở nên phấn khích. Sở tiên sinh, khi nào ngài có thời gian đến câu lạc bộ một chuyến? Bên này ạ, chúng tôi cần làm thủ tục chuyển nhượng tiếp theo với ngài. Tôi đang ở cửa hàng, nhưng nếu tôi xuất hiện, tôi em là sẽ bị đuổi ra ngoài. Sao lại bị đuổi ra ngoài? Câu lạc bộ chúng tôi không bao giờ đuổi bất kỳ khách hàng nào. Chúng tôi đảm bảo mang lại trải nghiệm thoải mái cho tất cả khách hàng. Xin ngài đợi một chút, tôi xuống ngay. Được rồi, cô xuống đi. Nói xong tôi cúp máy. Thế nào, gọi điện xong rồi à? Gọi cho ai vậy? Nói tên ra xem, biết đâu tôi có quen không? Anh muốn đợi thì đợi, không muốn đợi thì cút đi. Hoặc nếu anh không sợ chết, thì bây giờ có thể bảo vệ sĩ đuổi tôi ra. Chẳng lẽ tên này thật sự là nhân vật quan trọng nào đó? Trần quản lý, người ta đã nói với anh như vậy rồi, sao anh vẫn không giận? Anh tính nhẫn lại thế à? Sau này chẳng phải bị nhân viên đạp lên đầu sao? Mau ra tay đi, tôi không muốn lãng phí thời gian ở đây. Tần tiên sinh xin đợi tí, tôi sẽ giải quyết ngay. Các người đang làm gì vậy? Hàn tổng, sao bà lại đến đây? Bà chính là chủ câu lạc bộ này phải không? Tôi là Tần Văn Phi, bà chắc phải biết tôi chứ. Nhưng Hàn Tiểu Tiếu không hề để ý đến anh ta. Anh là Sở tiên sinh phải không? Đúng là tôi. Hàn tổng đến rất đúng lúc. Người này đang cản trở hoạt động và hợp tác với Tần tiên sinh. Tôi đang chuẩn bị bảo vệ đuổi người này ra ngoài. Anh ta bảo anh cút đi và không bao giờ được để Tần Văn Phi đến đây nữa. Đúng vậy, vị khách này thật quá đáng. Vậy anh đi nhận lương đi, ngày mai anh không cần đến nữa. Nghe vậy, Trần quản lý hơi ngỡ ngàng. Hàn tổng bảo tôi đi nhận lương, ngày mai không cần đến nữa, nghĩa là bà cho tôi nghỉ phép à? Ý tôi là anh bị sa thải. Nghe vậy, Trần quản lý hoàn toàn sửng sốt. Tôi có làm sai điều gì đâu, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Chỉ vì người này à? Trần quản lý hãy cẩn trọng với lời nói của mình. Anh nên rõ tính cách của tôi như thế nào rồi. Đây là Sở Tinh Hà, ông chủ của chúng ta. Ông chủ, đây là tân chủ nhân à? Ông chủ, tôi có lỗi. Ông chủ, tôi chỉ có thể làm việc ở đây thôi. Nếu rời khỏi đây, gia đình tôi sẽ không có gì để sống. Trong những năm qua, số tiền bất hợp pháp anh kiếm được ở câu lạc bộ cộng lại có lẽ đã vượt quá 10 triệu. Trần quản lý nên suy nghĩ kỹ trước khi nói. Khi nói đến đây, Trần quản lý đành phải thẳng thừng. Hàn Tiểu Tiếu, mẹ kiếp, để xem ai cứng rắn hơn. Tôi chờ đợi ngày mà bà phải quỳ xuống van xin tôi. Anh cứ làm đi, tôi xem nào, xem câu lạc bộ nào ở Vân Châu dám nhận anh và chống lại tôi. Hàn Tiểu Tiếu, anh cứ cố mà xem, tôi sẽ cho anh biết tay. Sau khi đuổi Trần quản lý, Hàn Tiểu Tiếu nhìn về phía Tần Văn Phi. Tần tiên sinh, anh còn đứng đây làm gì nữa? Anh ta hơi ngỡ ngàng, tại sao tôi không thể ở đây? Hay là Hàn tổng cũng muốn đuổi tôi ra ngoài? Anh không phải là hội viên của câu lạc bộ chúng tôi. Câu lạc bộ chúng tôi tự nhiên có quyền đuổi khách làm loạn ra ngoài. Tần tiên sinh tự ra đi đi, đừng mất mặt nữa. Hàn tổng, bà không nhận ra tôi sao? Tôi là ngôi sao nổi tiếng có hơn tỷ fan hâm mộ. Nếu tôi tố cáo câu lạc bộ của các bà thì câu lạc bộ sẽ phải gánh lấy tiếng xấu vô cùng. Một tai nạn bất ngờ, tôi tái sinh vào ngày đầu tiên năm 4 và ràng buộc hệ thống lái siêu xe gây chú ý toàn trường. Tiếp tục tập trước. Hàn tổng, bà không nhận ra tôi sao? Tôi là ngôi sao nổi tiếng có hơn tỷ fan hâm mộ. Bà đối xử với tôi như vậy, không sợ tôi tố cáo các bà à? Nghe anh ta nói đến việc tố cáo câu lạc bộ, Hàn Tiểu Tiểu cũng không để ý. Anh nghĩ fan của anh có đông bằng khách hàng của câu lạc bộ chúng tôi không? Hay là anh nghĩ những hội viên của câu lạc bộ chúng tôi sẽ rời đi chỉ vì lời nói một chiều của anh? Những ai có đủ khả năng mua xe ở câu lạc bộ đều là những người giàu có. Tôi nghĩ Hàn tổng nên suy nghĩ kỹ càng hơn. Tuy fan của tôi ít có người đủ khả năng tiêu dùng ở đây, nhưng chỉ cần họ trên miệng thì danh tiếng của câu lạc bộ cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Thật ư? Tôi cũng rất quan tâm đến câu lạc bộ của các bà. Tại sao không làm hội viên cho tôi? Tôi sẽ giúp các bà quảng cáo. Tần Văn Phi rất tự tin vào lời nói của mình. Theo anh ta, Hàn Tiểu Tiếu không thể nào vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm mất lòng anh ta. Tuy đề nghị của anh rất thú vị, nhưng xin lỗi, tôi vẫn phải từ chối. Đối với câu lạc bộ của các anh, đây là điều tốt không gây hại gì. Tại sao bà lại từ chối? Tôi nghĩ chuyện này anh nên thương lượng với chủ nhân của tôi. Nếu ông ấy tha thứ cho anh, tôi cũng không ngại làm bạn với anh. Dù sự thật là tôi không cần một người bạn như anh. Hàn Tiểu Tiếu thực ra không hề để ý đến anh ta. Sở lão bản có thể sở hữu tài sản lớn như vậy, chắc cũng là người có não đấy chứ. Xin lỗi, tôi chỉ là một thanh niên bình thường. Hành vi của anh lúc nãy là điều tôi không thể tha thứ. Bảo vệ đuổi anh ta ra ngoài, sau đó có một bảo vệ đến dùng một tay nhấc bổng anh ta lên. Tôi là Tần Văn Phi đấy, các người dám đối xử với tôi như vậy sao? Tin hay không tôi sẽ tố cáo các người. Buông tôi ra, tôi là ngôi sao nổi tiếng đấy. Buông tôi ra. Tần Văn Phi, anh làm gì vậy? Trợ lý của Tần Văn Phi nhìn thấy Tần Văn Phi tồi tệ như vậy, có vẻ ngạc nhiên, lấy điện thoại ra viết bài lên án câu lạc bộ siêu xe phong linh đối xử tệ với khách hàng, không tôn trọng khách hàng, thái độ phục vụ rất tồi, nói xấu tất cả những gì liên quan đến câu lạc bộ này, nói tất cả điều xấu.
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh không phải đi mua xe sao? Sao lại ra nông nỗi này? Câu lạc bộ này thật quá đáng. Quá đáng rồi. Anh Tần, khi về công ty, chúng ta sẽ nhờ công ty truyền tải ngay. Nhờ tất cả nghệ sĩ của công ty cùng truyền tải. Chúng ta sẽ khiến câu lạc bộ này không nơi đầu xuống. Anh nói đúng, đó là một cách. Về công ty ngay. Sở tiên sinh, xin mời theo tôi đi văn phòng làm thủ tục chuyển nhượng tiếp theo. Khi ra về, tôi quay lại nhìn nhân viên nữ kia. Cô làm rất tốt. Cứ giữ phong độ đó. Tạm thời cô làm quản lý thay Trần quản lý. Cô ta không ngờ tôi vẫn nhớ cô ấy. Nghe tôi nói vậy, cô ấy hơi ngạc nhiên. Thật ạ, tôi có thể làm được không? Nếu thấy phù hợp thì làm đi. Sở tiên sinh đã nói vậy rồi. Cô cứ cố gắng làm việc, đừng làm thất vọng Sở tiên sinh và Hàn tổng. Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi tuyệt đối sẽ không làm thất vọng chủ nhân và Hàn tổng. Sở tổng, về vụ Tần Văn Phi, ngài định xử lý thế nào? Bà nghĩ nên xử lý như thế nào? Tôi có một người bạn là phó tổng của công ty Tần Văn Phi. Tôi có thể nhờ anh ấy giúp dập tắt vụ việc này. Người bạn của cô là Liễu Phi Tuyết. Đúng vậy, Sở tiên sinh, ngài cũng quen anh ấy à? Nghe tôi cũng quen Liễu Phi Tuyết. Cô ấy có vẻ rất ngạc nhiên. Cô có thể gọi cho anh ấy, nói với anh ấy tôi đang ở đây. Vì vậy cô ấy lấy điện thoại ra gọi cho Liễu Phi Tuyết. Hello, tôi là Liễu Phi Tuyết. Chào phó tổng Liễu, tôi là Hàn Tiểu Tiếu, đây là câu lạc bộ siêu xe Phong Linh. Ông Nguyên là phó tổng Hàn đấy à? Phó tổng Hàn có chỉ dẫn gì không? Tôi muốn hỏi phó tổng Liễu có quen biết chủ nhân câu lạc bộ chúng tôi, Sở Tinh Hà tiên sinh không? Sở Tinh Hà tiên sinh? Ừ, đợi đã, để tôi nghĩ lại, hình như có nghe quen. Ban đầu Liễu Phi Tuyết không nhớ ra, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, cô ta đột nhiên la lên, Sở Tinh Hà, có phải Sở Tinh Hà tiên sinh không? Đúng vậy, sao cô lại phản ứng lớn thế? Xin lỗi, tôi chỉ không ngờ chủ nhân của các bà cũng tên Sở Tinh Hà. Cô ngạc nhiên gì chứ? Đừng nói với tôi chủ nhân của cô cũng tên Sở Tinh Hà. Đúng vậy, chủ nhân của chúng tôi cũng tên Sở Tinh Hà. Mới cách đây 2 ngày ông ấy mua lại Thiên Hải Giải Trí của chúng tôi. Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa gặp ông ấy. Chủ nhân, ngài không giải thích gì à? Giải thích cái gì? Nếu ngài vẫn là chủ nhân của Thiên Hải Giải Trí, thì việc này ngài giải quyết sẽ đơn giản hơn phải không? Được rồi, để tôi giải quyết vụ này. Ngày mai tôi sẽ đến Thiên Hải một chuyến. Tôi đã nói chuyện với Liễu Phi Tuyết rồi. Anh ấy sẽ lưu ý cô, đừng có làm trò giả vờ nữa. Anh ấy cũng rất bất lực trước hành động của tôi. Được rồi, tôi hiểu rồi. Hôm nay cũng trùng hợp thật, tôi sẽ đến đó một lúc. Một tai nạn bất ngờ, tôi tái sinh vào ngày đầu tiên năm 4 và ràng buộc hệ thống xạo chó, lái siêu xe gây chú ý toàn trường. Tiếp tục tập trước, sau khi rời khỏi câu lạc bộ siêu xe, tôi lái xe đến công ty Thiên Hải Giải Trí. Cô là Liễu Phi Tuyết phải không? Rất vui được gặp ông. Tôi đại diện cho tất cả cấp lãnh đạo Thiên Hải Giải Trí, nhiệt liệt chào đón ngài. Không cần chào đón, buổi lễ chào đón của Tần Văn Phi hôm qua đã quá nồng nhiệt rồi. Cô đoán được tôi muốn nói chuyện gì chứ? Chủ nhân muốn nói về chuyện của Tần Văn Phi phải không? Chuyện của Tần Văn Phi khiến tôi rất tức giận. Nhưng đó chưa phải là tất cả, ngoài chuyện đó ra còn có chuyện khác nữa. Liễu Phi Tuyết, ông không thể đoán được còn chuyện gì khác khiến tôi không hài lòng sao? Chủ nhân, còn chuyện gì khác khiến ngài không hài lòng nữa? Điều khiến tôi không hài lòng là nghệ sĩ hàng đầu của công ty lại chỉ là một ngôi sao nhựa. Tần Văn Phi này, ông nói cho tôi biết anh ta có tác phẩm nào. Trước đây tôi không can thiệp vào công việc của công ty, nhưng công ty giải trí thì khác. Đây là một ngành rất dễ vi phạm đường lối pháp luật. Nghe câu hỏi của tôi, Liễu Phi Tuyết hơi ngỡ ngàng. Chủ nhân đừng nóng giận. Đào tạo ngôi sao nhựa là xu thế tất yếu, và đây cũng là cách nhanh nhất để kiếm tiền trong ngành giải trí. Công ty chúng tôi hiện có một hệ thống hoàn chỉnh để đào tạo ngôi sao nhựa, kiếm tiền nhanh. Về phần này chủ nhân không cần lo. Liễu Phi Tuyết tự tin mỉm cười. Anh nghĩ rằng Sở Tinh Hà có lẽ không hiểu gì về ngành giải trí. Ồ thật à, về Tần Văn Phi, anh ta thực sự không có tác phẩm nào. Chỉ cần hát vài bài hát tạm tạm, cũng có người ca ngợi anh ta. Tác phẩm cũng không quan trọng nữa. Cô vẫn chưa hiểu ý tôi. Hơn nữa, cô cũng chưa nhìn thấy nguy cơ đằng sau ngôi sao nhựa. Nếu năng lực của cô chỉ có vậy thôi, tôi nghĩ cô nên tìm một chỗ dựa thích hợp và nghỉ việc đi. Chủ nhân, tôi có lỗi. Tôi sẽ nghe lời ngài. Cô nên chọn những ngôi sao có nhân cách tốt, đào tạo kỹ càng. Hiểu chưa? Cố gắng biến họ thành ngôi sao chính của chúng ta, để họ có thể nổi tiếng lâu dài, trở thành ngôi sao thực lực. Vâng, làm thế nào để một ngôi sao có tuổi thọ lâu dài? Với tư cách phó tổng công ty giải trí, cô chắc phải rõ chứ. Dạ hiểu rồi. Vậy cô định xử lý Tần Văn Phi thế nào? Sau khi về đêm qua, Tần Văn Phi đã phản ánh vấn đề này với công ty. Nhưng Hàn Tiểu Tiểu đã gọi cho tôi. Tôi đã trực tiếp bác bỏ đề nghị của anh ta và yêu cầu người đại diện xóa sạch tất cả những thứ không nên có trên trang cá nhân của Tần Văn Phi. Làm rất tốt. Nhưng Tần Văn Phi vẫn chưa chịu thua. Nói là hôm nay sẽ đến đây. Nếu Tần Văn Phi vẫn không ngoan ngoãn, thì cứ sa thải luôn đi. Vâng chủ nhân, về công tác quan hệ công chúng và dư luận, tôi sẽ xử lý. Liễu Phi Tuyết nói một cách dễ dàng. Như vậy là số phận của Tần Văn Phi đã được quyết định. Đáng tội cho anh ta, lại đi chọc giận chủ nhân lớn nhất của công ty. Ngày tháng sung sướng của Tần Văn Phi cũng đến lúc kết thúc rồi. Sao anh lại ở đây? Đâu rồi ông chủ chàng của chúng ta? Tần Văn Phi nghe nói công ty có tân chủ nhân nên muốn đến bợ đỡ. Đây chính là tân chủ nhân. Khi nghe tôi là chủ nhân, Tần Văn Phi trố mắt. Anh tìm tôi có việc gì không? Không có việc gì cả. Anh ta biết mình đã hoàn toàn xong đời rồi. Từ chuyện ở câu lạc bộ siêu xe có thể thấy, Sở Tinh Hà không phải là người tốt. Khi về đến biệt thự, tôi tiến hành rút thăm hôm nay. Chúc mừng chủ thể nhận được công ty bất động sản Hạnh Phúc. Công ty bất động sản Hạnh Phúc lại là một ngành mới. Về bất động sản, những năm gần đây là thời cơ tốt, nhưng thời gian phát triển cũng không còn nhiều. Hôm nay không có việc gì làm, đi xem thử đi. Cùng lúc đó, tại công ty bất động sản Tân Âm, chủ nhân công ty đã đổi người.
Tại sao lại đột ngột thế nhỉ? Thôi hy vọng tân chủ nhân sẽ đối xử tốt với công ty. Tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Sở Tinh Hà dường như là chủ nhân của căn hộ đắt nhất Vân Đoan Tân Viên. Tên đó đúng không nhỉ? Chẳng lẽ là cùng một người? Đang khi Trịnh Như Âm đang suy nghĩ, một số điện thoại lại đột nhiên gọi đến. Ai vậy? Sao lại có số điện thoại riêng của tôi? Chẳng lẽ là tân chủ nhân? Chào Sở Tinh Hà tiên sinh. Tôi là Trịnh Như Âm, tổng giám đốc công ty bất động sản Tân Âm. Tôi là Sở Tinh Hà, tôi sẽ đến công ty trong vòng 15 phút nữa. Vâng, tôi sẽ thông báo cho toàn công ty chuẩn bị ngay. Không cần, tôi chỉ muốn cho cô biết. Tôi sẽ đến ngay. Vâng, tôi hiểu rồi. Chào Sở tiên sinh, tôi là Trịnh Như Âm. Chào, tôi là Sở Tinh Hà. Chủ nhân, ngài không cần gặp mặt nhân viên công ty một lần sao? Không cần, tôi sẽ không. Đến thường xuyên. Công việc của công ty cứ để cô phụ trách. Trước khi có vấn đề gì, cô tự quyết định mọi việc. Được rồi, lần này tôi đến, một phần là để xem tình hình công ty. Về báo cáo tài chính thì không cần đưa cho tôi xem. Cô chỉ cần nói kết quả, tôi không quan tâm đến việc kiểm tra sổ sách của công ty. Bởi vì Dệ Long sẽ kiểm tra. Được rồi, để tôi suy nghĩ một chút. Tổng lợi nhuận của công ty năm nay khoảng 130 triệu. Hiện tại tốc độ tăng trưởng đã chậm lại dần. Rất khó để công ty của chúng tôi có được bước đột phá lớn. Một tai nạn bất ngờ, tôi tái sinh vào ngày đầu tiên năm 4. Và ràng buộc hệ thống xạo chó, lái siêu xe gây chú ý toàn trường. Rất khó để tập đoàn Tân Âm của chúng tôi có bước đột phá lớn. Thật khó khăn, không có gì thì cũng đã rất tốt rồi. Cứ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ này là được. Đúng rồi, chị Như Âm, có phải dự án Tân Nguyên Tiểu Khu không? Đúng vậy, có tiếp tục nói đi, giới thiệu một chút. Dự án Tân Nguyên Tiểu Khu là dự án cải tạo khu nhà cũ. Lợi nhuận cuối cùng chỉ khoảng 50% đến 70%. Điều này hoàn toàn không phù hợp với lợi ích của công ty. Vì vậy sau khi đánh giá lần đầu, chúng tôi đã từ bỏ dự án này. Không không, không, chúng ta phải nhận dự án này. Trịnh tiên sinh, tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Dự án này có chu kỳ đầu tư quá dài, lợi nhuận quá thấp. Tôi nói chúng ta phải nhận dự án này. Quyết định của tôi là cuối cùng, tôi không cho cô cơ hội giải thích. Sở tiên sinh, có thể cho tôi lý do không? Cô không cần lý do, chỉ cần làm theo lệnh của tôi là được. Đó là yêu cầu duy nhất của tôi với cô. Trịnh Như Âm chỉ là tổng giám đốc của tôi mà thôi. Dám nghi ngờ quyết định của tôi, Trịnh Như Âm hãy nhớ vị trí của mình. Tôi có thể chọn tin tưởng cô, giao công ty cho cô, hoặc tôi có thể sa thải cô. Vâng, chủ nhân, tôi hiểu rồi. Sở tiên sinh yên tâm, việc này không có gì khó khăn cả. Dự án Tân Nguyên Tiểu Khu không ai muốn nhận, cho đến giờ vẫn chưa có ai nhận. Tôi hy vọng có thể nhận dự án này càng sớm càng tốt. Tôi không muốn chần chừ lâu nữa. Được rồi, tôi sẽ bảo họ nhận dự án này ngay hôm nay. Chị Như Âm rất hiệu quả, nói là làm, tôi rất yên tâm. Ừ, cô cứ làm việc đi, nhanh chóng hoàn tất dự án Tân Nguyên Tiểu Khu. Đến ngày hôm sau, chủ nhân, dự án Tân Nguyên Tiểu Khu đã thỏa thuận xong, nhưng giá chưa thể hạ xuống. Giá không quan trọng, miễn là không bị đẩy giá quá cao. Nhanh chóng ký hợp đồng, đưa dự án Tân Nguyên Tiểu Khu về tên chúng ta. Tôi đã bảo người dưới tay làm rồi. Muộn nhất 7 giờ tối nay sẽ hoàn tất mọi thủ tục. Được rồi, tôi biết rồi. Sau khi xử lý xong những việc này, tôi bắt đầu rút thăm hôm nay. Chúc mừng chủ thể nhận được công ty bảo vệ Kim Thuẫn. Công ty bảo vệ Kim Thuẫn sẽ bảo vệ toàn diện an toàn cho ngài và những người xung quanh. Đúng lúc xung quanh đang thiếu lực lượng bảo vệ. Kết quả hệ thống đã gửi cho tôi một công ty bảo vệ. Đó là công ty bảo vệ à? Sau đó tôi đã gọi điện cho Dệ Long, chuẩn bị hỏi anh ta. Dệ Long, bên này tôi có một công ty bảo vệ tên Vàng Khiên, anh có biết không? Biết đó là một công ty bảo vệ khá chuyên nghiệp, nhưng sức mạnh thì bình thường. Dệ Long là sát thủ hàng đầu thế giới. Cái mà anh gọi là bình thường so với người bình thường thì hoàn toàn khác, khiến anh phải đánh giá như vậy. Công ty này hẳn có chút đẳng cấp. Anh có hứng thú tiếp quản công ty này không? Tôi không hứng thú lắm. Đừng vội từ chối. Công ty này nếu ở trong tay anh có thể huấn luyện và đào tạo theo cách của mình. Sau này những người này có thể dùng để chăm sóc hai em gái anh phải không? Hơn nữa cũng có thể huấn luyện họ để thu thập thông tin. Nghe những lời của tôi, Dệ Long im lặng suy nghĩ, dường như anh ta không có lý do gì để từ chối. Được rồi, tôi hiểu. Nói rồi anh ta cúp máy tôi. Cúp máy tôi nhanh vậy. Chẳng lẽ anh ta muốn dùng cách riêng để khống chế công ty Vàng Khiên? Thôi tôi nên đi xem sao. Kẻo đồng đội lại đánh nhau. Đối với sát thủ hàng đầu như Dệ Long thì sức mạnh của Vàng Khiên chẳng khác gì giấy mỏng. Cô là giám đốc Vàng Khiên à? Đúng là tôi đã gọi cảnh sát rồi. Anh đừng làm loạn, tôi chỉ đến để tiếp quản công ty này thôi, không có ý định làm hại ai cả. Cô có tin tôi không? Đến đây để tôi xem năng lực của cô. Sở Tinh Hà, nếu anh không ra đây tôi sẽ thực sự ra tay đấy. Anh ta thậm chí có thể cảm nhận được khí tức của tôi. Chúng ta cùng là đồng đội, không cần động thủ. Cô tên Mộc Lan phải không? Tôi là chủ nhân mới của Vàng Khiên, chúng ta làm quen nhé. Đây là bạn tôi, Dệ Long. Sau này chúng ta đều là đồng đội, không cần động thủ nữa chứ. Anh là chủ nhân mới à? Xin lỗi, tôi không quá tin anh. Anh có thể chứng minh không? Anh có thể gọi điện cho chủ nhân cũ của tôi. Sau đó anh ta gọi điện thoại. Trong cuộc gọi, chủ nhân cũ giải thích toàn bộ sự việc cho cô ấy. Chủ nhân, không biết có điều gì khiến ông không hài lòng với công việc của tôi không? Tại sao lại thay người ngay từ đầu? Không phải vì tôi không hài lòng với cô, mà là công ty này đối với tôi còn có công dụng khác nữa. Trong tay anh chỉ là một công ty bảo vệ đơn thuần, nhưng trong tay Dệ Long có thể làm được nhiều việc hơn. Sau này mọi thông tin anh đều liên lạc với Dệ Long. Vâng, chủ nhân. Tôi hiểu vấn đề này rồi. Điện thoại của tôi đổ chuông. Chủ nhân, nếu có thời gian,
Đến công ty một chuyến, tôi có việc quan trọng muốn nói với ngài. Được, tôi đến ngay. Hai người làm bàn giao công việc đi, tôi phải đến Thiên Hải Giải Trí một chuyến. Chủ nhân, Thiên Hải Giải Trí cũng là công ty của ngài sao? Đúng vậy, sao thế? Không 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 có gì. Lúc này cô ấy đang nghĩ, thực lực của chủ nhân là gì mà có thể sở hữu hai công ty cùng lúc. Một tai nạn bất ngờ, tôi tái sinh vào năm 4. Ngày đầu tiên nhập học bị ràng buộc hệ thống, lái siêu xe gây chú ý toàn trường. Tiếp tục tập trước, sau khi rời khỏi công ty bảo vệ, tôi lái xe đến Thiên Hải Giải Trí. Sở tổng, ngài có mâu thuẫn gì với Lý Chủ Sinh không? Lý Chủ Sinh là ai? Tôi có mâu thuẫn với nhiều người, không nhận ra. Ông ta là chủ tịch Quang Tử Giải Trí, ông ta đến công ty nói muốn đánh cuộc với công ty chúng ta. Ông ta có thể đưa ra cuộc đánh cuộc gì? Cứ từ chối đi. Vụ này đã trở nên lớn rồi, bây giờ cả mạng internet đều đang nói về vụ này. Nếu chúng ta từ chối cuộc đánh cuộc thì sau này nghệ sĩ của công ty cũng khó mà ra ngoài hoạt động. Tôi hơi ngạc nhiên, không ngờ Lý Chủ Sinh này cũng có chút thủ đoạn. Ông ta đưa ra cuộc đánh cuộc gì? Công ty giải trí của ông ta gần đây nói là vừa có được một kịch bản chắc chắn sẽ bùng nổ. Nếu phim của họ thắng về doanh thu, ông ta muốn lấy công ty người mẫu Tinh Dư. Nếu chúng tôi thắng, ông ta sẽ chuyển nhượng tất cả cổ phần của ông ta trong công ty cho chúng tôi. Liễu Phi Tuyết mô tả cuộc đánh cuộc lần này, nghe xong tôi hoàn toàn mất hứng thú. Không đánh cuộc, ông ta tự tin đến đánh cuộc với chúng ta, nhưng lại đưa ra cuộc đánh cuộc như vậy, tôi hoàn toàn không hứng thú. Đặc biệt là cái cược cũng không có chút thiện chí nào. Công ty giải trí của ông ta rất đáng giá, nhưng nghe ông ta nói thì dường như ông ta còn thua lỗ ấy. Thực ra tôi hoàn toàn không quan tâm đến tiền. Công ty của ông ta thực ra không đáng giá lắm, chủ yếu chỉ có một vài hợp đồng dài hạn với các trong công ty của ông ta. Đó mới là tài sản có giá trị nhất của công ty họ. Là những ai vậy? Có Dương Thiên Mật đến ngôi sao điện ảnh, có chị Nạ Trà đến ngôi sao âm nhạc. Chỉ riêng hai người này cũng đủ để đối trọng với giá trị của Khuynh Thành rồi, nhưng ông ta dám đưa ra cái cược như vậy, chứng tỏ ông ta thực sự rất tự tin. Nếu thực sự thua cuộc thì mới thực sự là thua lỗ lớn. Về phim ảnh thì anh nghĩ phim của ông ta có thể đạt được doanh thu mức nào? Ước tính thận trọng thì 1 tỷ là chắc chắn có, còn phải xem kịch bản và dàn diễn viên của ông ta rồi mới nói được. Vậy anh đợi đã, để tôi tìm một kịch bản. Đúng lúc hôm nay tôi chưa dùng lần rút thăm, tôi thầm niệm trong lòng, hệ thống rút thăm, tôi nhận ra một quy luật là tôi thiếu gì, hệ thống sẽ cho tôi cái đó. Chúc mừng chủ thể nhận được trình tạo kịch bản. Trình tạo kịch bản có thể tạo ra một kịch bản hoàn hảo theo ý tưởng của chủ thể. Cái này tuyệt thật đấy. Hệ thống, hãy tạo một kịch bản phim khoa học viễn tưởng. Xin chủ thể sử dụng chức năng này của trình tạo kịch bản. Hệ thống không cung cấp dịch vụ này, nó chỉ là một hệ thống mà thôi, làm sao nó viết được kịch bản chứ? Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng hiểu ra ngay. Xin lỗi, trình tạo kịch bản, mau tạo kịch bản cho tôi. Kịch bản đã được tạo, có chuyển vào trí nhớ của chủ thể không? Tạo thành ký ức, chức năng này hay thật. Vậy sau này nếu tôi không có phim để xem, tôi có thể tự tạo phim luôn à? Anh không phải đi tìm kịch bản sao? Tôi bỗng nhớ ra, tôi vẫn còn một kịch bản, anh xem thử đi. Nửa tiếng sau, hay quá, kịch bản này thực sự rất hay. Tôi cũng nghĩ vậy. Có kịch bản rồi, những gì còn lại là chọn diễn viên. Không cần đọc kịch bản nữa, diễn viên đã được chọn xong rồi. Tôi hơi ngạc nhiên, còn có chức năng này nữa à? Đây là danh sách diễn viên, tôi chưa nghe qua những diễn viên này. Tôi đã cho anh danh sách rồi, anh chỉ cần tìm diễn viên theo danh sách thôi. Chủ nhân, bộ phim này sẽ rất tốn kém đấy. Dù gì đây cũng là phim khoa học viễn tưởng. Tôi cho anh ngân sách 10 tỷ. Nếu không đủ tôi sẽ bổ sung thêm. Gì cơ, 10 tỷ à? Anh ta hết sức ngạc nhiên. 10 tỷ thì có thể quay được 5 bộ phim với ngân sách bình thường. Sau khi xử lý xong mọi việc, điện thoại reo. Chủ nhân, công ty chúng ta đã giành được dự án Tân Nguyên, nhưng gặp trở ngại, không nói rõ được qua điện thoại. Tôi đến công ty ngay. Vâng, chờ ngài tới công ty. Đây là hồ sơ dự án Tân Nguyên, hiện thuộc về công ty chúng ta rồi. Nhưng khi chúng ta vừa giành được dự án thì có một công ty khác muốn mua lại. Vừa mới giành được, đã có công ty khác muốn mua lại dự án. Có người muốn mua à? Anh không bán thì thôi chứ gì, có gì khó đâu. Chủ nhân nói dễ quá. Ngài có biết đó là công ty nào không? Tôi không biết nhưng nghe nói công ty đó rất lớn và rất mạnh. Đó là tập đoàn Bắc Minh. Tập đoàn Bắc Minh? Tập đoàn gì vậy? Có mạnh lắm không? Tập đoàn Bắc Minh do gia tộc Bắc Minh nắm giữ. Công ty chúng ta so với công ty của họ thì chênh lệch quá lớn. Chúng ta là đất, họ là trời. Nhưng rồi sao nữa? Nếu tập đoàn Bắc Minh muốn đè bẹp chúng ta thì quá đơn giản thôi. Họ cũng có thể nhắm vào cá nhân tôi. Chẳng lẽ anh nghĩ tôi chỉ có một công ty này thôi sao? Được rồi, tôi đã nhìn nhận thấp khả năng của lão bản rồi. Nếu vậy thì tôi không còn sợ nữa. Có Sở Tinh Hà làm hậu thuẫn, tôi có thể bỏ qua nỗi lo bị nhắm vào cá nhân. Anh yên tâm đi, có tôi ở đây, nếu họ dám manh động, tôi sẽ khiến họ phải hối hận. Vâng, chủ nhân. Tôi hiểu rồi. Nhưng chúng ta thực sự sẽ không nhả dự án này ra à? Đương nhiên là cứ giữ lại trước, sau đó xem tình hình, nếu thích hợp thì mới nhả ra. Một tai nạn bất ngờ, tôi tái sinh vào năm 4. Ngày đầu tiên nhập học, bị bệnh nằm viện, lái siêu xe gây chú ý toàn trường. Tiếp tục tập trước, tôi giành được dự án khu nhà ở Tân Nguyên, nhưng bị tập đoàn Bắc Minh cản trở. Đồng thời, tại văn phòng tập đoàn Bắc Minh, dự án khu nhà ở Tân Nguyên vẫn bị mất phải không? Đúng vậy, chúng tôi đã tìm ra công ty đó và đề nghị mua lại. Chúng tôi cũng đã công khai danh tính, nhưng họ từ chối và không muốn bị mua lại. Công ty nào vậy? Tân Vận Bất Động Sản. Công ty gì vậy?
Tôi rất quen với hầu hết các công ty bất động sản ở Vân Châu. Công ty này xuất hiện từ đâu? Đây là một công ty mới thành lập gần đây. Quy mô công ty rất nhỏ. Một công ty mới. Nghe nói một công ty mới lại cướp mất dự án của mình. Cô ta tức giận vô cùng. Tổng giám đốc công ty đó tên là Từ Như Vận. Tạm thời chưa rõ về nguồn gốc của cô ta. Còn chủ nhân mới thì vẫn chưa điều tra ra. Nghe nói gần đây công ty mới thay đổi cổ đông. Tiếp tục điều tra, tiếp tục đề nghị giao dịch mua lại. Cho dù phải trả gấp đôi giá thì dự án này cũng xứng đáng. Vâng, thưa cô chủ, trong vòng 2 ngày tới tôi phải có kết quả. Rất nhanh sau đó, Từ Như Vận nhận được tin tức. Tập đoàn Bắc Minh đã đóng cửa. Trong một ngày, họ đã gửi hơn chục lần yêu cầu giao dịch cho công ty chúng ta. Giá đã tăng gấp đôi, nhưng họ vẫn không từ bỏ. Cho nên, tôi mới bảo anh giữ chặt dự án này. Dự án này có gì hay vậy? Người phụ trách tập đoàn Bắc Minh tên gì? Là Liễu Như Yên, hiện là tổng giám đốc tập đoàn Bắc Minh, phụ trách toàn bộ công việc của tập đoàn Bắc Minh. Nếu là cô ta, thì mời cô ta đến công ty đàm phán, chúng ta có thể cân nhắc. Chủ nhân, chẳng lẽ ngài đã mê Liễu Như Yên rồi sao? Dự án này không đáng để Liễu Như Yên bán thân cho ngài đâu. Chẳng lẽ ngài tự tin có thể làm tốt dự án này một mình sao? Nghe vậy, Cứ Như Vận im lặng một lúc. Nếu chúng ta không thể giữ được dự án này, thì tốt hơn hãy đổi lấy nhiều tài nguyên hơn. Ngay sau đó anh ta gọi điện cho tập đoàn Bắc Minh và truyền đạt ý của tôi. Chủ nhân, họ đã đồng ý, nhưng phải đến ngày mai. Ngày mai vậy? Sáng hôm sau, chúng tôi sắp xếp cuộc gặp. Vì thế mà tôi quên luôn việc rút thăm hôm nay. Cô Như Yên, theo ý chủ nhân, nên chúng tôi có thể giao dự án này cho tập đoàn của cô. Nhưng chúng tôi cần một đồng tiền ứng trước. Đúng rồi, chủ nhân, tôi không thiếu tiền. Không cần tiền, tập đoàn của cô. Hoặc nói cách khác, Sở tiên sinh muốn gì, cứ nói ra, tôi sẽ cân nhắc. Hoặc là nhiều tài nguyên và dự án. Ý ngài là gì? Sở tiên sinh, điều kiện này tôi chắc chắn không thể đồng ý. Khoan, để tôi suy nghĩ đã. Trước đó cô ấy còn nói không thể đồng ý, nhưng lại đột nhiên trầm tư. Sở tiên sinh, chúng ta có thể nói riêng một chút không? Một số chuyện ở đây có lẽ không thuận tiện để nói. Hai vị mời sang phòng kia. Ở đó có hiệu quả cách âm tốt và rất an toàn. Sở tiên sinh, tôi cần xác định một điều trước. Ý ngài khi nói muốn tôi là gì? Là chỉ muốn con người tôi hay tất cả mọi thứ của tôi? Tôi chỉ muốn con người cô, những thứ khác, bao gồm tiền bạc, quyền lực, quan hệ, tôi đều không cần. Nếu vậy, thì tôi có thể đồng ý với ngài. Nhưng Sở tiên sinh, với tư cách người đàn ông của tôi, ngài cũng phải đảm nhận một số trách nhiệm chứ. Liễu Như Yên đồng ý quá nhanh, khiến tôi hơi bất ngờ. Tôi cũng hiểu một nguyên tắc, trên trời không có vật gì rơi xuống. Cô nói đi xem. Mặc dù dự án khu nhà ở Tân Nguyên trị giá hàng chục tỷ, nhưng tôi không nghĩ đó là lý do cô đồng ý. Ngài nói đúng, chỉ vì dự án khu nhà ở Tân Nguyên, tôi không thể bán mình như vậy. Chỉ là gần đây địa vị gia tộc Bắc Minh rất khó khăn. Ồ, chuyện gì vậy? Trong thế hệ thứ 3, chỉ có một mình tôi có thể dẫn đầu. Nhưng tôi cuối cùng cũng chỉ là phụ nữ, nên tôi cần một người chồng có năng lực để giúp tôi nâng cao địa vị gia tộc Bắc Minh. Gia tộc Bắc Minh, cô muốn xem nó như tài sản riêng à? Đúng, tôi có thể trở thành người phụ nữ của ngài, cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của ngài và sẽ không can thiệp vào việc của ngài. Tôi cũng sẽ không làm khó ngài. Tất nhiên, là một phần đổi giá để nhận dự án này. Ngài cần giúp công ty bất động sản Tân Vận phát triển, không vấn đề gì, điều này tôi có thể đồng ý. Sau này một số dự án của tập đoàn Bắc Minh có thể liên danh phát triển với công ty bất động sản Tân Vận, điều đó sẽ rất có lợi cho sự phát triển của công ty bất động sản Tân Vận. Nhưng mức độ phát triển vẫn phụ thuộc vào năng lực của Khư Như Vận. Tôi cũng vậy, tôi đã giúp Khư Như Vận có được nguồn lực và cơ hội, nhưng liệu cô ấy có nắm bắt được hay không là tùy cô ấy. Vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Đúng rồi, thứ 6 tuần này là sinh nhật của tôi. Tôi mời ngài đến trang viên của gia tộc Bắc Minh tham dự tiệc sinh nhật của tôi. Tôi cũng sẽ công bố chuyện này trong tiệc sinh nhật. Hy vọng ngài chuẩn bị sẵn sàng. Được rồi, tôi hiểu. Trong tiệc sinh nhật sẽ có những người theo đuổi cô chứ? Ngài nói đúng, lúc đó họ sẽ xuất hiện. Ví dụ như Lâm Phàm của gia tộc Lâm, người này là kẻ thù lớn nhất của tôi. Sự xuất hiện của ngài cũng sẽ khiến ngài trở thành mục tiêu của hắn, cho nên tôi phải báo trước cho ngài một tiếng. Đừng lo, tôi sẽ xử lý tốt mọi chuyện. Cô chỉ cần phối hợp với tôi là được. Được rồi, vậy tôi sẽ mong đợi màn trình diễn của ngài. Một tai nạn bất ngờ. Tôi tái sinh vào ngày đầu tiên năm 4 và ràng buộc hệ thống xạo chó, lái siêu xe gây chú ý toàn trường. Tiếp tục tập trước. Theo cuộc đàm phán với Sở tiên sinh, dự án khu nhà ở Tân Nguyên sẽ được chuyển nhượng cho tập đoàn Bắc Minh theo giá gốc. Tập đoàn Bắc Minh cam kết trong vòng 2 năm tới, tất cả các dự án đủ điều kiện của công ty bất động sản Tân Vận đều sẽ được mời tham gia hợp tác. Đúng là như vậy. Ngoài ra, từ hôm nay, Liễu Như Yên sẽ là bạn gái của tôi. Nếu anh có vấn đề gì về kinh doanh, cũng có thể hỏi Như Yên, cô ấy có thể giúp đỡ anh. Liễu Như Yên không ngờ tôi sẽ nói ra chuyện này, nhưng cô ấy cũng không phủ nhận. Đúng vậy, từ hôm nay Sở tiên sinh sẽ là bạn trai của tôi. Từ bây giờ, ngài có thể tự do ra vào tất cả khu vực của tập đoàn Bắc Minh. Chúc mừng hai vị. Gia tộc của cô sẽ không can thiệp vào chuyện này à? Sẽ không, trong gia tộc chỉ có ông tôi Liễu Vấn Thiên có quyền lực thực sự. Ông ấy sẽ không can thiệp vào chuyện hôn nhân của tôi. Và tôi tin rằng ông sẽ rất hài lòng với ngài. Còn về cha mẹ tôi, ngài có thể coi như họ không tồn tại. Khi Liễu Như Yên nói về cha mẹ, biểu cảm có chút khó coi. Vậy là quan hệ của cô với cha mẹ không tốt? Cũng không thể nói là không tốt. Có lẽ cậu có thể coi cha mẹ tôi như những kẻ ngốc. Năng lực của họ hoàn toàn không đủ để nắm giữ tài sản. Tôi thực sự không tìm được từ ngữ nào hay hơn. Được rồi, vậy chúng ta không nói chuyện này nữa. Cô có thể nói với tôi một chút về gia tộc được không? Tôi khá tò mò về những gia tộc như nhà các cô. Nói về gia tộc, thực ra ở Vân Châu chỉ có 4 đại gia tộc.
Những gia tộc còn lại đều là tiểu gia tộc. Tôi cũng không cần phải nói với cậu về những tiểu gia tộc như vậy. Còn về đại gia tộc Bắc Minh của tôi coi như là một. Chỉ là trong số các đại gia tộc Bắc Minh của tôi đứng cuối. Vậy còn ba đại gia tộc khác thì sao? Lần lượt là gia tộc Đông Phương chuyên về ngành dược phẩm, gia tộc Lâm chuyên về ngành giáo dục và gia tộc Nam Cung chuyên về ngành ông tô. Trong đó gia tộc Đông Phương là mạnh nhất. Đây chính là tứ đại gia tộc ở Vân Châu. Điều này tôi có nghe nói qua. Nếu có thể, tôi hy vọng cậu đừng đắc tội với gia tộc Đông Phương. Khi nói đến gia tộc Đông Phương, sắc mặt Liễu Như Yên trở nên nghiêm trọng. Tôi cũng hơi kinh ngạc, không ngờ gia tộc này lại có bối cảnh sâu như vậy. Nhưng trong lòng tôi không hề e ngại. Tôi chỉ cần số lần rút thưởng đủ nhiều là có thể tích lũy đủ nhiều phần thưởng. Còn về gia tộc Lâm và Nam Cung, tôi nhớ cậu có một câu lạc bộ xe hơi sang trọng đúng không? Đúng, sao vậy? Chẳng lẽ câu lạc bộ này có mâu thuẫn với gia tộc Nam Cung? Không thể nói là có mâu thuẫn. Gia tộc Nam Cung vẫn luôn thèm muốn câu lạc bộ này, chỉ là trước giờ chưa có cơ hội nắm trong tay. Bây giờ câu lạc bộ đột nhiên đổi chủ thành, cậu chắc chắn họ sẽ có ý định. Ô vậy sao? Cố lên nhé, đừng để vừa mới làm bạn trai tôi đã bị người của gia tộc khác bắt nạt. Lúc đó tôi cũng sẽ mất mặt theo cậu. Yên tâm đi, cho dù là gia tộc Đông Phương tôi cũng không sợ. Nhưng bây giờ tôi và gia tộc Đông Phương cũng không có chỗ nào để xung đột. Cậu chuẩn bị tâm lý là được. Tin rằng trong thời gian ngắn, người của mấy gia tộc này cũng sẽ không ra tay với cậu. Về đến nhà, tôi bắt đầu rút thưởng. Chúc mừng người chơi nhận được khách sạn Bowman. Đây chẳng phải là nơi tổ chức tiệc của Liễu Như Yên sao? Thật là đúng lúc. Thời gian đến thứ 6, tôi đến dự tiệc sinh nhật của Liễu Như Yên. Hôm nay có phải là tiệc sinh nhật của Liễu Như Yên không? Đúng vậy, tiệc sinh nhật của cô Liễu Như Yên ở tầng 5. Cô ấy đã đặt chọn tầng 5. Hỏi xong, tôi đi thang máy lên tầng 5. Quản lý sảnh cũng lập tức báo cáo sự việc này cho tổng giám đốc khách sạn Triệu Hải Giang. Bảo quản lý tầng 5 luôn chú ý đến ông chủ, hãy xảy ra bất cứ chuyện gì bất thường, lập tức thông báo cho tôi. Tất cả mọi người có mặt đều không biết sợ tinh hà. Tôi đang quan sát phòng tiệc, bên trong có một người chặn trước mặt tôi. Đây là tiệc sinh nhật của gia tộc Bắc Minh, cấm người không liên quan vào. Đúng vậy, tôi đến để dự tiệc sinh nhật. Tôi không phải người không liên quan. Người đó cười lạnh nói, anh nhìn xem mọi người ở đây, rồi nhìn lại anh, đều là người, có vẻ không có gì sai. Anh vẫn chưa hiểu sao? Những người có mặt đều là người thành công, không phải loại lưu manh như anh. Anh có tư cách gì mà đến đây? Ai ở đây mà không cao quý hơn anh? Không giàu có hơn anh? Chàng trai trẻ thực sự tức giận không nhẹ, một hơi nói ra hết những lời này. Xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tất cả mọi người có mặt ở đây cộng lại chắc cũng không bằng số lẻ tài sản của tôi nhỉ? Mọi người có mặt đều xôn xao. Anh đang nói cái gì vậy? Anh chưa tỉnh ngủ à? Mọi người ở đây đều có tài sản từ hàng triệu trở lên, còn có một số nhân vật lớn của tứ đại gia tộc, tài sản lên đến hàng trăm triệu. Tôi thực sự đến để dự tiệc sinh nhật do Liễu Như Yên đích thân mời. Tôi là bạn trai của Liễu Như Yên. Ha ha ha. Anh còn dám nói? Cô Liễu Như Yên là thân phận gì? Anh cũng dám xúc phạm sao? Anh có thiệp mời không? Không có, không có thiệp mời còn đến ăn chùa uống chùa. Anh cũng không phải người đầu tiên. Cút nhanh đi, lát nữa cô Liễu Như Yên sắp đến rồi. Anh đừng làm bẩn mắt cô Liễu Như Yên. Tôi lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho Liễu Như Yên. Bây giờ anh gọi cho ai cũng vô dụng. Đừng lãng phí thời gian, cút nhanh đi, không thì tôi sẽ không khách sáo đâu. Một sự cố bất ngờ, tôi tái sinh về ngày đầu tiên khai giảng năm 4 đại học và ràng buộc vô hệ thống thần hào. Đệt, lái siêu xe, tiếp nối tập trước. Tôi đi dự tiệc sinh nhật của Liễu Như Yên, nhưng bị một thanh niên trẻ chặn lại. Hoan nghênh các vị đến dự tiệc sinh nhật của tôi. Tôi là Liễu Như Yên, chào mừng sự có mặt của các vị. Tôi rất vinh dự, nhưng trước khi chính thức bắt đầu bữa tiệc, tôi cần giới thiệu trước với các vị một người rất quan trọng với tôi. Liễu Như Yên không trực tiếp bắt đầu bữa tiệc như mọi khi, mà trước tiên nhìn về phía tôi. Mọi người có mặt đều rất hứng thú, bởi vì đây chính là Liễu Như Yên, tiên sinh của tôi. Anh có thể lên sân khấu được không? Tất cả mọi người nghe câu nói này đều nhìn về phía tôi. Nhanh chóng, tôi bước lên sân khấu và đứng cùng Liễu Như Yên, giới thiệu với mọi người, đây là bạn trai của tôi, tiên sinh Sở Tinh Hà. Còn về thân phận của tiên sinh Sở thì phải xem tiên sinh Sở có muốn nói hay không. Liễu Như Yên nhìn về phía tôi cũng không có ý định từ chối. Tôi chỉ là một ông chủ nhỏ, trong tay có vài sản nghiệp. Dù sao hôm nay là tiệc sinh nhật của Như Yên, tôi sẽ không làm phiền đến hứng thú của mọi người. Xin lỗi, có vẻ tiên sinh nhà tôi không thích ồn ào. Tất nhiên tôi cũng hy vọng mọi người đừng quấy rầy anh ấy nhiều. Nếu không xảy ra chuyện gì, đừng trách tôi không nói rõ trước. Liễu Như Yên cũng không tiết lộ thân phận của tôi, nhưng lời nói mang ý đe dọa đã rất rõ ràng. Được rồi, tiệc sinh nhật hôm nay chính thức bắt đầu, hy vọng mọi người chơi vui vẻ. Như Yên, bạn trai em vừa rồi không muốn tự giới thiệu mình, bây giờ chỉ còn bọn chị em bạn bè thân thiết, cũng nên giới thiệu một chút chứ nhỉ? Anh có muốn giới thiệu bản thân với họ không? Họ đều là bạn bè của em, bình thường chơi với nhau rất vui, có thể hợp tác được. Chào mọi người, còn về chuyện hợp tác, các anh có thể trực tiếp tìm các công ty của tôi để thương lượng. Tôi không phụ trách các dự án của công ty trực thuộc. Tôi cũng coi như đã nhảy mặt Liễu Như Yên, dù sao cũng không trực tiếp từ chối. Bạn nói chuyện kiểu này thực sự làm chúng tôi không thoải mái. Không biết trong tay bạn có sản nghiệp gì nhỉ? Quảng trường Thiên Nam và khách sạn Bowman, hai sản nghiệp này. Nếu các anh có dự án hợp tác nào, có thể trực tiếp đến đàm phán. Quảng trường Thiên Nam và khách sạn Bowman, hai sản nghiệp này đủ để chứng minh địa vị thân phận của tôi. Tiên sinh của tôi đúng là ông chủ của khách sạn Bowman và quảng trường Thiên Nam. Tiên sinh Sở đúng là biết đùa. Nếu coi đây là ông chủ nhỏ, vậy chúng tôi chỉ đáng là tiểu thương, chỉ có thể nói là làm ăn buôn bán. Hơn nữa tôi nhớ, khách sạn Bowman hình như là chuỗi sản nghiệp toàn quốc đúng không? Đúng vậy, Bowman là chuỗi khách sạn cao cấp chuyên nghiệp trên toàn quốc. Hiện tại giá trị thị trường khoảng 40 tỷ tệ. Nghe đến con số này, mấy người trẻ tuổi đều hít một hơi lạnh.
Tiên sinh Sở, chắc không phải chỉ mua lại khách sạn Bowman ở thành phố Vân Châu của chúng tôi thôi đừng chứ? Ngốc thế, tất cả các khách sạn Bowman đều thuộc về tập đoàn khách sạn Bowman cả. Đẹp. Tiên sinh Sở, vậy anh đúng là tài năng trẻ tuổi. Không có gì, chỉ là may mắn thôi. Tôi không có bối cảnh gì cả, hoàn toàn nhờ vào sự trợ giúp của hệ thống. Đúng rồi, sao Thiên Ca không đến nhỉ? Cậu muốn chết à? Không biết hôm nay là tình huống gì sao? Liễu Như Yên nghe đến cái tên này, nụ cười dần đông cứng. Nếu cậu muốn theo anh ta, hoàn toàn không cần phải đến đây dự tiệc của tôi. Tôi đã nói rồi, nơi nào có tôi thì đều không hoan nghênh sự xuất hiện của anh ta. Thiên Ca này là ai vậy? Thiên Ca mà họ nói chính là Nam Cung Thiên, giống như tôi, thuộc về tứ đại gia tộc, nhưng tôi vẫn luôn theo đuổi Liễu Như Yên. Chỉ thấy một thanh niên bước tới, chỉ là vẻ mặt hơi kiêu ngạo, dường như coi thường tất cả mọi người. Nam Cung Thiên, sao anh lại đến đây? Hình như tôi không gửi thiệp mời cho anh mà, tự tiện đến như vậy có phải hơi bất lịch sự không? Anh chính là bạn trai của Bắc Minh Tuyết à? Nam Cung Thiên, mời anh ra ngoài, chỉ có Bowman và quảng trường Thiên Nam thì chưa đủ để anh muốn làm gì thì làm ở đây đâu. Tứ đại gia tộc không phải hạng người như anh có thể cao giá. Anh cho rằng mình rất mạnh à? Tứ đại gia tộc đúng là đã kinh doanh ở thành phố Vân Châu nhiều năm, nhưng điều đó không có nghĩa là tứ đại gia tộc là bất khả chiến bại. Tôi không tính là rất mạnh, nhưng thu thập anh thì dễ như trở bàn tay. Ở thành phố Vân Châu này, chúng tôi tứ đại gia tộc chính là trời. Anh cũng không muốn người thân bạn bè của mình đi trên đường tự nhiên gặp tai nạn xe đúng không? Thủ đoạn đe dọa của Nam Cung Thiên khiến tôi thấy hơi trẻ con. Tin tôi đi, nếu anh thực sự làm vậy, không cần tôi ra tay, sẽ có người ra tay diệt cả nhà Nam Cung các anh. Ha 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 ha. Miệng anh cũng khá cứng đấy. Anh cũng đừng dọa tôi, nếu tôi thấy cần phải ra tay thì sẽ ra tay. Tạm không nói chuyện này, hôm nay là tiệc sinh nhật của Như Yên, không biết bạn trai của cô mang quà sinh nhật gì nhỉ? Đây là Dạ Minh Châu tôi sưu tầm được, đến từ hoàng thất ngày xưa. Đẹp. Đây chính là bảo vật của hoàng thất năm đó. Dạ Minh Châu như vậy phải đáng giá bao nhiêu tiền nhỉ? Thứ này nhà đấu giá đưa ra mức giá từ 1 đến 1,5 tỷ, giá cả dao động bất định. Nam Cung Thiên, cô không hổ danh là người thừa kế của tứ đại gia tộc. Đây chính là tiệc sinh nhật của bạn gái anh đấy, đương đương là ông chủ tập đoàn khách sạn Bowman, chẳng lẽ không có nổi một món quà ra hồn sao? Nếu để người khác biết chắc sẽ cười rụng răng mất. Đồ giá trị hơn chục tỷ mà cũng dám lấy ra khoe à? Chờ đấy sẽ chói là mắt anh. Anh, một sự cố bất ngờ, tôi tái sinh về ngày đầu tiên khai giảng năm 4 đại học và ràng buộc với thân đẹp, lái siêu xe, đồ đạc toàn là hàng xịn. Đồ giá trị hơn chục tỷ mà cũng dám lấy ra khoe à? Chờ đấy sẽ chói là con mắt chó của anh. Hệ thống rút thưởng. Rút thưởng thành công, chúc mừng người chơi nhận được tượng đồng đầu dê trong 12 con giáp. Hình như con giáp của Liễu Như Yên chính là dê. Tốt đấy, món này làm quà sinh nhật có vẻ không tệ. Tôi nhớ em tuổi mùi. Năm nay là 5 tuổi phải không? Đúng vậy, sao thế? Không có gì, tôi chỉ xác nhận lại thôi. Không lâu sau, tôi xách một cái hộp lớn bước tới. Khách khứa có mặt đều tràn đầy tò mò. Với tư cách là bạn trai của Liễu Như Yên, Sở Tinh Hà sẽ tặng món quà sinh nhật như thế nào đây? Quà to như vậy, sao không mở ra xem là gì nhỉ? Tôi rất tò mò đấy. Liễu Như Yên mở ra xem ngay bây giờ đi. Đây là tiệc sinh nhật của tôi nên làm gì? Chắc không cần anh chỉ bảo đâu nhỉ? Không sao, anh ấy muốn xem thì cứ để anh ấy xem. Được, vậy thì mở ra xem nào. Đây chính là quà anh chuẩn bị à? Một pho tượng đồng. Sở Tinh Hà, Sở Tinh Hà, đúng là kẻ phất lên, ngay cả quà cũng không biết chuẩn bị. Đây chẳng phải là đồ rác anh mua từ chỗ đầu giá lậu nào đó chứ? Món quà này quá đắt giá, em không thể nhận được. Anh ta quá hiểu giá trị của món quà này nên căn bản không dám nhận. Đây chính là quà sinh nhật anh chuẩn bị cho em. Em cũng từ chối sao? Chẳng phải là không để mặt anh à? Được rồi, nhưng món quà này thực sự quá đắt giá. Cất đi trước đã. Không ít người nhìn pho tượng biến mất trước mắt đều không khỏi tiếc nuối. Bảo vật quý giá như vậy không nhiều. Liễu Như Yên, tôi biết em muốn giúp Sở Tinh Hà giữ thể diện, nhưng thái độ coi rắc rối như bảo bối của em là đang coi người khác như đồ ngốc à? Nam Cung Thiên, anh mang quà của mình về đi. Với mối quan hệ hiện giờ của chúng ta, anh tặng quà thì quá không thích hợp. Nam Cung Thiên có chút không dám tin, anh ta vừa định nói gì đó. Thiên Cang, đừng nói nữa, đó chính là tượng đồng đầu thú trong 12 con giáp. Đám người này hơi ngượng ngùng, dù sao vừa rồi họ khen ngợi quà của Nam Cung Thiên quá mức, bây giờ lại bị hạ gục trong nháy mắt. Nam Cung Thiên giật mình toát mồ hôi lạnh. 12 pho tượng đồng đầu thú của thực là vô giá, vì một người phụ nữ này mà cũng quá hào phóng rồi. À này, tôi đột nhiên nhớ ra, nhà còn chút việc, tôi về trước đây. Đợi đến khi Nam Cung Thiên rời đi, đám bạn của Liễu Như Yên lập tức đổi giọng. Quả không hổ danh tiên sinh Sở, quả nhiên rộng lượng, không ngờ khi còn sống lại được nhìn thấy bảo vật quý giá như vậy, lại vô cùng phù hợp với tiên sinh Sở, đúng là rất có tâm. Khi đám bạn của Liễu Như Yên đang ca ngợi tôi, một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên. Sở Tinh Hà, cậu thực sự định tặng món quà này cho gia tộc Bắc Dân của ta sao? Liễu Như Yên là người đầu tiên phản ứng. Ông nội, sao ông lại đến đây? Đây là ông nội của tôi, gia chủ lão của gia tộc Bắc Minh chúng tôi. Chào lão gia tử, cậu thực sự muốn tặng bảo vật quý giá như vậy cho gia tộc Bắc Minh của ta sao? Đây là quà sinh nhật tôi tặng Như Yên, chứ không phải tặng cho gia tộc Bắc Minh. Việc xử lý món quà tất nhiên là do Như Yên quyết định. Tôi đã nói rõ ý của mình, món quà này chỉ thuộc về Liễu Như Yên. Nếu cô ấy muốn đưa món quà này cho gia tộc xử lý, tôi cũng không có gì để nói. Ông ấy cũng hiểu sơ về thân phận của tôi, dù sao cũng là người nắm quyền của tứ đại gia tộc hiện nay. Thông tin ông ấy có thể điều tra được nhiều hơn người thường. Tiểu tử nhà ngươi, ha ha, yên tâm đi, thứ này chỉ thuộc về Như Yên. Lão gia tử nói nặng quá rồi. Tất nhiên tôi tin tưởng lão gia tử. Tiểu tử nhà ngươi suy nghĩ cũng không ít đấy. Con bé này tìm được một người tốt như vậy, ông nội quá khen rồi. Tôi ở bên tiên sinh Sở không phải vì tham lam những thứ này. Ông nội vẫn luôn lo lắng tính cách của cháu sau khi ông nội qua đời sẽ không thể chấn áp được gia tộc. Bây giờ thì không cần phải lo nữa rồi.
Ông nội, hôm nay là sinh nhật cháu. Đừng nói những điều không may mắn như vậy. Ông nội sẽ sống thọ mãi mãi. Hôm nay đến đây vốn chỉ để chúc mừng sinh nhật cháu gái, nhưng vì cậu cũng có mặt ở đây nên ta sẽ nói thêm vài điều. Gia tộc Bắc Minh sẽ hoàn toàn giao cho Liễu Như Yên. Sở Tinh Hà, cậu phải giúp Liễu Như Yên quản lý tốt gia tộc Bắc Minh. Lão gia tử yên tâm, tôi nhất định sẽ chân thành đối đãi Như Yên. Ngài yên tâm, có tôi ở đây sẽ không để bất cứ ai, bất cứ chuyện gì bắt nạt Như Yên. Sau khi bữa tiệc kết thúc, lão gia tử Lưu dẫn tôi đến một phòng riêng. Ta có thể cho phép cậu ở bên con bé, nhưng ta có yêu cầu. Lão gia tử có điều gì cứ nói thẳng. Cậu có biết không? Tại sao chúng ta Bắc Minh có thể đứng trong tứ đại gia tộc? Bởi vì gia tộc Bắc Minh do chính tay ngài phát triển lên, có thể khiến một gia tộc Bắc Minh không có bối cảnh và thực lực gì bước chân vào hàng ngũ tứ đại gia tộc, đủ để thấy được tài năng của lão gia tử. Ta gọi cậu đến đây không phải để nghe cậu định bợ. Ta muốn cho cậu biết, không phải ai cũng có thể lọt vào mắt xanh của ta Lưu Vấn Thiên. Mong lão gia tử trực tiếp nói ra yêu cầu của ngài. Dù sao ngoài Như Yên, gia tộc Bắc Minh các ngài cũng chẳng có gì đáng để tôi động lòng. Được, vì cậu tự tin như vậy, vậy ta sẽ nói thẳng. Không ít người trong gia tộc nghi ngờ năng lực tộc trưởng của Như Yên. Nếu cậu thực sự yêu Như Yên thì nhất định phải giúp cô ấy vượt qua khó khăn trước mắt. Lão gia tử yên tâm, tôi yêu Như Yên, tôi sẽ làm mọi việc trong khả năng vì cô ấy. Vậy điều đó có bao gồm việc đối đầu với ba đại gia tộc khác không?